Pháp hội Trúc Lâm ở Thiền viện Trúc Lâm, Tuyên Quang. Nên ban tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót vụn về, ngưỡng mong chư tôn đức cùng chư quý vị quan hỷ tha thứ cho. Xin thành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ được thành công viên mãn, một sự thành công không ngờ khiến lòng người khó phai nhòa những hình ảnh ý nghĩa cao đẹp hôm nay. Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể chư quý vị đạo tâm hàng sáng tỏ, phúc lành thêm lớn, gia quyến an khang. Thành tâm kính lễ chư tôn đức, trân trọng kính chào chư quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bái bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư quý liệt vị. Để cho những nhân duyên lành này của Pháp hội Trúc Lâm lần thứ nhất được lan tỏa đến muôn nơi, ban tổ chức chúng con xin được thành tâm đảnh lễ cung thỉnh trên chư tôn thiền đức từ bi hoan hỷ quang lâm về trước thảm xanh cỏ phía trước của lễ đài sân khấu, và kính mời chư vị quan khách đồng quang lâm trước lễ đài để thực hiện nghi thức thả chim bồ câu vào bong bóng, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ban tổ chức xin được mời toàn thể quý vị Phật tử đồng khởi thân đứng dậy. Chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức, trân trọng kính mời các vị khách quý, xin các vị tiến về phía trước để thả chim và thả bóng, nguyện cầu hòa bình an lạc cho thế giới. Các vị giả đưa chúng ta hướng đến chư tôn đức để phục dịch cái công việc. Hôm nay chúng ta rất là diễm phúc và vượng đã có thân bệnh, nhưng mà vì thương Pháp hội Trúc Lâm đã không nề lao nhọc và quan lâm về đây. Và giờ đây Hòa Thượng đang chuẩn bị bước ra giữa lễ đài, giữa thảm xanh. Và xin mời các Phật tử là chúng ta dâng các chim bồ câu cũng như là các quả bóng, mời cung thỉnh chư tôn đức, mời tất cả quan khách đồng nghĩa là thả bóng để cầu nguyện hòa bình. Các Phật tử chúng ta đã có sẵn những quả bóng ở trong tay thì xin các vị cũng đồng vân tập hết trước lễ đài, đồng vân tập hết trước lễ đài để sau khi ban tổ chức hô 3 tiếng thì chúng ta đồng thả bóng lên. Rồi các sinh viên Phật tử chánh pháp, các con đây đưa từng con chim bồ câu đến quý hòa thượng, đến quý vị quan khách. Mời các vị quan khách cùng thả chim và thả bóng. Rồi tất cả những ai có chùm bóng xin các vị lên phía trước này, lên phía trước này. Rồi mời hết ngồi cả quan khách đây, mời quan khách nữa. Rồi các Phật tử nào có sẵn, các vị cũng đồng vân tập. Chúng ta đồng hướng đến một năng lực thanh tịnh để cầu nguyện cho thế giới được an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Bảo thường ở khắp chốn mười phương từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Giờ đây Pháp hội Trúc Lâm gồm có chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, các vị khách quý và các Phật tử đạo tràng, các thiện tín gần xa, với những con chim bồ câu, với những quả bóng màu thả lên trên không gian, đem theo cái năng lượng thanh tịnh, nguyện cho Phật pháp trổ muôn hoa, hoa theo dòng suối trí, nhuần thấm cõi ta bà, mầm xanh giải thoát, người người bỏ nghiệp ác, thiện pháp khắp nơi nơi, hương sen thơm ba mọi, hoa giác nở đẹp đời, bông bóng bay cao, chim bồ câu cất cánh, hòa bình an lạc, xin nguyện cầu thế giới hãy mở rộng lòng từ, cùng nhau sống trong ánh sáng từ quang, thương yêu nhau, trợ giúp nhau một cuộc sống đầy ý nghĩa.